Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 8 tháng 10, tâm bão số 4 cách Hồng Kông, Trung Quốc, khoảng 120 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 13, khoảng 118 đến 149 km h giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km h Dự báo diễn biến bão 24 đến 72 giờ tới. Lúc 4 giờ ngày 9 tháng 10, tâm bão số 4 cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 10 đến 11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu dần. Lúc 4 giờ ngày 10 tháng 10, tâm bão số 4 cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 140 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 8 đến 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu dần. Lúc 4 giờ ngày 11 tháng 10 Tâm bão số 4 trên vùng biển phía tây bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất cấp 6 đến 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến 12, giật cấp 14, biển động dữ dội, khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 4 mét riêng vùng biển phía bắc sóng cao 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 m. Dự báo mưa lớn. Đêm qua và sáng sớm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, một số nơi mưa rất to. Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.